Trần Quán Lâm, Mã Văn Tài đẹp nhất màn ảnh, ước nghẹn vì vợ Vu Oan, cuối đời được tình yêu cứu vớt. Nếu trong phim Mã Văn Tài chỉ không có được tình yêu của Trúc Anh này, thì ngoài đời nam diễn viên Trần Quán Lâm còn nếm trải sự đau khổ hơn thế. Năm 2007, bộ phim Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài phát sóng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thế nhưng, được khán giả yêu mến nhất không phải là cặp đôi nhân vật chính Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông và Trúc Anh Đài Đồng Khiết, mà lại là nhân vật phản diện Mã Văn Tài do nam diễn viên Đài Loan Trần Quán Lâm thể hiện. Trong các phiên bản Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài trước kia, nhân vật Mã Văn Tài luôn được khắc họa là kẻ độc ác, dã man, khiến khán giả ghét cay, ghét đắng. Thế nhưng ở phiên bản năm 2007, biên kịch đã có nhiều thay đổi, xây dựng Mã Văn Tài thành một nhân vật đa diện hơn. Theo đó, Mã Văn Tài vô cùng điển trai, văn võ song toàn và có nội tâm cô độc. Với ngoại hình điển trai và diễn xuất có chiều sâu, Trần Quán Lâm đã thể hiện xuất sắc nhân vật Mã Văn Tài. Nhờ thế, dù đóng vai phản diện, anh còn được yêu thích hơn nhiều so với nam chính Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông. Anh được khen là Mã Văn Tài đẹp trai nhất trong các phiên bản. Các cư dân mạng còn đánh giá Trúc Anh Đài xứng đôi với Mã Văn Tài hơn là Lương Sơn Bá. Họ nói vui rằng mắt của Trúc Anh Đài có vấn đề nên cô mới không chọn Mã Văn Tài. Mỹ Nam chuyên trị vai phản diện. Thực ra trước Mã Văn Tài, Trần Quán Lâm từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn phản diện đặc sắc. Anh bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim Đài Loan A Thành từ năm 2002 với vai diễn một gã phản diện biến thái. Đến bộ phim Đa Tăng và Hoa Hậu Đỏ, Trần Quán Lâm lại hóa thân thành cậu công tử nhà giàu ăn chơi thủ đoạn. Vai diễn này được người xem đón nhận nồng nhiệt đến nỗi các biên kịch phải sửa kịch bản, tăng đất diễn cho nhân vật. Những vai diễn phản diện mang lại danh tiếng cho Trần Quán Lâm nhưng cũng khiến anh gặp không ít rắc rối trong cuộc sống. Anh bị một số khán giả ghét lây vì vai diễn. Có người xem còn quá khích đến nỗi dùng đồ ném vào xe của anh. Tuy nhiên đáng buồn nhất là hình tượng xấu xa trên phim khiến nhiều người nghi ngờ về nhân cách ngoài đời của Trần Quán Lâm. Đến khi đến scandal xảy ra, không ai chịu tin anh. Bị vợ Vu Oan. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Trần Quán Lâm với diễn viên Trịnh Trọng Nhân từng làm thao túng không ít giới mực của báo giới Đài Loan. Chỉ sau 3 tháng công khai quan hệ yêu đương, hai người đã đính hôn và sau đó tổ chức đám cưới. Thế nhưng mối tình yêu vội cưới gấp này chẳng kéo dài bao lâu. Trần Quán Lâm và Trịnh Trọng Nhân ly hôn trong ầm ĩ chỉ sau hơn 1 năm chung sống. Thời gian đó, Trịnh Trọng Nhân kiện Trần Quán Lâm ra tòa, thậm chí còn tổ chức họp báo, tham gia show truyền hình, phạt tội chồng bạo hành, ngoại tình, nhân cách khuyết tật. Vì ấn tượng về các vai diễn phản diện của Trần Quán Lâm quá sâu, nơi công chúng đầu tiên những lời tố tội của Trịnh Trọng Nhân. Họ cho rằng ngôi sao họ Trần thực sự có vấn đề về nhân cách, là một tên đại ma đầu đáng sợ. Họ chỉ trích anh gay gắt, vì thế sự nghiệp của Trần Quán Lâm đi xuống nhanh chóng. Trong khi đó, Trịnh Trọng Nhân được sự đồng cảm của mọi người, gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Nghĩa quẫn vì khủng hoảng nhưng được tình yêu cứu vớt. Bị dư luận chỉ trích, sự nghiệp đi xuống, Trần Quán Lâm vô cùng suy sụp. Đã có lúc anh muốn nhảy lầu để kết thúc tất cả, thế nhưng may mắn tình yêu đã đem anh trở lại. Trong thời gian khủng hoảng nhất, Trần Quán Lâm nhận ra điện thoại từ bạn gái cũ Tạ Tâm Di. Cô nói, em chỉ muốn nói với anh rằng, dù cả thế giới không tin anh, em vẫn tin anh. Em tin anh không phải hại người đó. Khi nghe những lời này, Trần Quán Lâm như đang chết đuối với được cọc. Anh dần bình tâm và quyết định làm lại từ đầu. Sau đó anh chuyển hướng sang Trung Quốc gây dựng sự nghiệp và gặt hái một số thành công nhất định. Thời gian này, Tạ Tâm Di luôn ở bên cạnh khích lệ, động viên Trần Quán Lâm. Hiện tại, họ đã có một cậu con trai nhỏ gần 10 tuổi, cuộc sống gia đình ba người vô cùng viên mãn. Được minh oan việc bạo hành, ngoại tình. Scandal bạo hành, ngoại tình khiến cuộc sống và sự nghiệp của Trần Quán Lâm lao đao. Thế nhưng trong nhiều năm sau, anh vẫn luôn tôn trọng vợ cũ, không nói xấu cô nửa lời. Đến năm 2017, nỗi oan của anh mới được làm rõ. Thì ra thời gian đó, Trần Quán Lâm đóng chung một bộ phim với nữ diễn viên Lâm Lập Thanh. Nghi ngờ chồng ngoại tình với bạn diễn, Trịnh Trọng Nhân đã xông vào phòng karaoke nơi đoàn phim liên hoan ca hát. Cô làm ầm cả phòng hát, khi đó Trần Quán Lâm đã cố gắng ca ngăn vợ. Trong quá trình giằng co, tay của Trịnh Trọng Nhân bị một số vết bầm. Cô đã dùng những vết bầm tím này để tố cáo chồng tội bạo hành. Sau khi ly hôn, Trịnh Trọng Nhân tiếp tục tố chồng vô trách nhiệm, không chu cấp tiền nuôi dưỡng con gái. Thế nhưng những điều này không đúng sự thật, Trần Quán Lâm vẫn còn giữ nhiều phiếu gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho con. Trong nhiều năm liền, Trần Quán Lâm luôn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng phản pháo lại vợ cũ. Đến khi mọi việc sáng tỏ, công chúng lại thông cảm và ủng hộ anh nhiều hơn.